Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nghe anh em. Giờ này cũng trưa rồi, 1 giờ rồi, 1 giờ mấy em gói hàng của anh em xong hết rồi. 17 đơn. Nói chung ngày nào cũng được anh em ủng hộ gì là em vui rồi. Hồi sáng mới mở mắt ra mà thấy ông anh ông tin tin 3 triệu mấy trời rồi, nó anh em cảm giác nó phơi phơi cu lê sao đâu. Ông anh khách quen ông ở Hà Nội á, ông mua combo đầu lòng dên với bù gông á, rồi ông lấy luôn cái lốc bơm luôn rồi. Mời anh em uống cà phê chưa nha, ngày nào em cũng ca hết trơn á. Kéo ngao nữa anh em mình vô nha. Nè anh em coi nè, Chi Tôn An Giang của em nè, nắng đã không đó, núi rừng hùng vĩ. Anh em nào xuống này vườn nhà em nè, trồng ba cái bơ bưởi rồi đó, đó. Anh em là có xuống đây chơi hú em. Bữa nay em lên sóng với anh em, nói chung mới nhận sáng luôn á. Bữa nay em về được 3 bộ nồi cọp. Bộ số 1 này là quay A213, nồi này nồi đúng nghĩa cọp nghe anh em. Đó. Bộ số 2 quay Thái 110 đời 99-2000. Đó, cái thể loại lưỡng tính này thì em cũng bán cho anh em hoài, nó cũng không còn xa lạ gì đâu. Đặc biệt hôm nay em có bộ nồi số 3 này. Bộ nồi số 3 này là đó giờ trong cái lịch sử. Nó chơi chứ đó giờ bán phụ tùng chưa từng bán, nhưng mà thấy cọp quá thì mua luôn. Bộ nồi số 3 này quay Thái 100 đời 97, sử dụng chung cho rim Thái, super rim đời thấp, ách cha rim lùng 99 vô được hết. Rồi bây giờ em xin đi vô chi tiết. Đầu tiên em nói bộ nồi số 1. Bộ nồi số 1 là bộ nồi quay A23. Nồi này tình trạng thì nồi cọp bao anh em lên xe hết, không giọng không hú gì trơn, bao bóc bao em khỏi suy nghĩ. Đã nói cọp là phải bao tất cho người ta nó. Em nói thẳng với anh em luôn, sẵn đây em mua lên clip mày luôn, nếu anh em nào mua bán mà có đoán đồ máy cho em, anh em nghe anh em cũng ấy lại. Thí dụ như bây giờ anh em bán đồ máy cho em, anh em phải tả cho chuẩn cho em mới được, để về em kiểm tra cái không đúng vậy là em nói thẳng là em trả đó. Để em bao khách của em kỹ lắm, đồ máy em quay chi tiết lắm, không câu like câu view chân, nói sự thật. Bộ nồi số 1 quay A23, nồi cọp zin toàn tập, bao cọp bao whip lên xe. Bộ này bán 2 triệu. Xin đi vô chi tiết này khỏi mà làm mất thời gian của anh em. Thì bộ nồi đợt này á, em mua là không có cò muỗng ốc trên nồi, bị người ta mua lẻ rồi thì kệ, không có thì bán giá không có. Bộ này đáng lý ra bán cho anh em giá 2,2 triệu nè, nhưng mà không có cò muỗng ốc trên nồi, chỉ có máng nhớt đi theo thôi. Nó máng nhớt màu nè anh em nhìn nè, xe này đi nhất kỹ nghe anh em, nồi cực đẹp luôn đó. Thì bộ này đang sạc dự phòng hết pin này, bộ này bán cho anh em giá 2 triệu đó. Đáng lý ra bộ này 2,2 triệu nếu có còn muỗng ốc chỉnh nồi, bộ này không có bán 2 triệu. Bao anh em lên xe tất tần tật đó, bao giọng bao hú bao whip cho anh em lên xe nha. Rồi xin đi vô chi tiết. Để điện hỏi ông anh coi, bữa chợt bộ nồi của ổng cũng hơi buồn đó. Nói chung anh em nhìn cặp nhung hú là gớm thèm rồi, khỏi suy nghĩ. Mấy bộ nồi mà em bán giá này là anh em nhìn cặp nhung hú là gớm thèm rồi. Mặt giỏng sợ chạy chỉ đi ghê hồn không. Đó. Cỡ này còn chưa dám nhúc nhích với anh em nữa, tả lơ tơ mơ là chết liền luôn. Em nói thiệt với anh em á, ba cái đồ máy nè, quan trọng cái người bán thôi. Anh em mua lầm chứ người bán người ta sao lầm được, người ta phải biết tình trạng chứ. Đó. Mực sơn của nhà sản xuất đồ còn hết trơn nghe anh em. Quay A23 nha. Ở đây nồi người ta kỹ nè, người ta gã ra có làm dấu nè. Anh em lắp ibon ngay chỗ này là lụm. Đó, găng chở anh em cứ chở ngay bóc ngay vậy là lụm đó. Thấy không, găng chở nó nhích găng đó. Thì tùy theo thợ. Có anh em thợ người ta chở găng, chở hai găng đâu, thì tùy theo cái kinh nghiệm của người ta. Ta canh nồi tùy theo người ta đó. Sớ sớ đó thấy không. Đó. Chuông nè. Mực miết đồ còn hết trơn. Đó, chuông zin chưa tán chưa tiếc gì, bán nồi cọp tán chắc người ta tán vô cái đầu em. Đó. Đó. Chi tiết cái này còn chích lên chích xuống nó chi nghe anh em. Nồi này đi nhớ kỹ lắm, kỹ nghe anh em, xe này đi nhớ kỹ lắm. Quay A23. Nói chung á cái chuông này nè, tả cho xính xác cho anh em luôn nè, gờ tay nè, gợn nhẹ như một tờ giấy nè. Đó. Nè. Thấy không? Để chiều này là anh em nhìn là anh em biết liền à. Đó.
Chuông này gờ tay vô có cận nhưng mà gợn nhẹ như một tờ giấy nha anh em. Em quay hình ảnh chi tiết ban ngày thực tế anh em khỏi suy nghĩ. Đó. Chút nó cho anh em coi bố ba càng là anh em hết hồn liền. Mấy bộ nồi này là hàng em phải tuyển cực kỳ kỹ. Đó. Đôi khi mà nó còn có sai sót chút đỉnh nó là phải báo cáo với anh em liền chứ. Chuông dày cực kỳ không? Đó. Quay A23 nha. Coi lại một lần nữa nha anh em. Đó. Chuông gờ tả chính xác cho anh em luôn nè. Gờ gợn tay nè, gợn tay nhẹ nè, cảm giác lắm mới gợn nha. Phớt như một tờ giấy nha anh em. Đó. Nếu mà về anh em cứ làm y chang như em nói, nếu mà gờ tay mà không gợn nhẹ cái gì em cũng chịu hết trơn á, phớt như một tờ giấy. Rồi. Ba càng nè. Ba càng mới gớt lần đầu nè, ba càng cao luôn nè, anh LK nè. Nó thấy không? Có nó ngộ gì đó. Nói chung á, nồi xe là tùy theo nết của anh em chạy nữa. Chứ không phải là lúc nào ba càng nó cũng cao mà mới là nồi cọp đâu, không phải nha anh em, tùy theo nết của người chạy. Thí dụ như bây giờ người của người ta chạy kiểu sốc ga, chạy giật, chạy bốc đầu đồ thì bố nó tất nhiên là nó phải bòn nhiều rồi. Cái xin lỗi anh em, cái chuông nó phải mòn nhiều rồi. Đó, còn người ta chạy tèn nó cái chuông của nó mòn ít. Đó, quay A23, bố bằng LK. Anh em nhìn cục bố nè. Đó, anh em nhìn cục bố nè. Nhìn em nó thiệt với anh em nó phê cực kỳ phê luôn. Tiễn cỡ này nè mới dám lên xe mới bao anh em được. Đó. Đồ anh em bán mắc tiền, anh em bỏ số tiền lớn ra 2-3 triệu, anh em phải xứng đáng được với những cái điều này. Bây giờ em đi mua đồ người ta cũng vậy nữa, em nói thiệt luôn, anh bỏ tiền lớn ra anh phải chỉnh cho tôi mới được. Còn anh không chỉnh cho tôi thì thí dụ như có gì anh phải chịu trách nhiệm. Đó. Anh em nhìn bố mà rảnh cỡ này nè, nó thấy không? Lò xo còn mực sơn hết trơn nha anh em. Đó. Zin toàn tập. Như mới gì đó, bố như mới gì đó. Thì thí dụ như tôi qua tới mấy cái dòng quay 110 thái, quay thái 100 thì đời thấp này nè, anh em không có so sánh được với mấy dòng này nha. Nó khác nữa nghe anh em. Đó, chút xíu anh em quay cho anh em coi. Đó. Quá trời rồi. Đó. Mực miết rồi còn hết trơn luôn nha anh em. Rồi. Coi nồi sau nè. Anh em nhìn màu nhớt nè. Đi nhớt cực kỳ kỹ luôn nha anh em. Đó. Cái mã của nó là FCC nè. KFM nè. Ốc còn chấm sơn xanh hết trơn luôn. Sơn xanh hết trơn luôn thấy không. Đó. Đát điếc nè. Quay A23 nha anh em. Thì em đã nói với anh em rồi. Rút lên cho anh em coi luôn. Nè. Đi nhớt siêu đẹp luôn. Khỏi suy nghĩ. Bố nè. Bố theo xe là mã FV107 nha anh em. Đó. Cái đời này là nó FV107. Còn qua quay thái 110, quay thái 100 là FT107. Đó. Mã này FV nè. Thấy không? Chuẩn nha. 107 nè. Chuẩn nha anh em. Bố zin theo xe. Lá bố nồi sau 4 lá zin theo xe dày cộm. Đó. Bao bốc, bao im, không giọng, không hú. Bao tất tần tật cho anh em lên xe. Đó. Rồi. Giờ cho anh em coi cái chuồng heo sau nha. Nó đi nhớt cực kỳ đẹp không? KFL nè. FCC nè, đúng mã của nó ha anh em ha. Chuồng heo nè, nói chung mấy cái đời này á thì chuồng heo khỏi phải bàn. Ngấn miếng cũng không ngấn nữa nghe anh em. Ngấn miếng cũng không ngấn nữa. Đó, anh em soi cho kỹ đi. Đó. Một miếng cũng không ngắn là đừng nói hai miếng. Bao anh em lên xe chạy cực kỳ bốc nha anh em. Quay A23. Cái nhông lớn này là anh em vuốt tay chưa bén luôn nè. Cực kỳ đẹp nha. Nè, có đánh dấu luôn nè, thấy không? Về lắp nghe bon là lụm nha anh em. Đó. Bộ nồi nè em, bộ nồi quay A23 nè em bán cho anh em giá 2 triệu do không có cò muỗng, chứ bộ nồi này 2 triệu 2 mới vừa giá đó. Tại vì mua không có cò muỗng thì em phải chịu thôi. Thì nói chung bán ở đây em cứ canh có lời là bay lẹ thôi. Anh em cũng thấy nồi em đăng đó, phát hết phát nó còn đâu. Ừ quên nữa, có ông anh ổng có ông anh dặn em nồi 110, anh nếu thấy video này liên hệ lại cho em, tự nhiên em bị mất liên lạc của anh rồi. Bộ nồi tiếp theo. Bộ nồi quay thái 110 đời 99-2000. Tại sao nó 99-2000? Anh em nhìn nè. Cái chuông là nó đóng đát là tháng 10, ngày 20 tháng 11 năm 1999. Thấy không? KFMA. Đó. KFMA.
Còn cái nồi sau là nồi 2000. Thì cái thể loại này thường gặp trên những chiếc xe 99-2000 gặp hoài. Em bán em gặp suốt rồi. Anh em thấy lạ lẫm chứ em có tả với anh em nhiều video rồi đó. Rồi giờ em xin đi vô chi tiết. Đầu tiên là em cho anh em coi nhông hú. Nói chung á, những cái đời mà nồi Thái này á, thì nhông hú nó dữ lắm. Nó không có giống như nồi Việt, nhông hú của nó sớ dữ lắm sớ. Nó, anh em thấy không? Đã nói nồi cọp, nồi đỉnh là phải như gì? Đó. Cái sớ của quay 110 Thái với phu 1 là nó cái phu 1 sớ của nó ít hơn sớ quay 110 nữa. Sớ mặt giỏng chuông á. Đó. Còn những cái nồi đời cao nãy sớ kiểu đó là dữ lắm rồi. Anh em có so sánh được. Nồi Thái với nồi Việt nó khác nhau. Nó còn nồi theo xe với nồi mới nó cũng khác nữa. Thấy không? Cực kỳ nghe anh em. Đó. Bao tất cho anh em lên xe, bao im phân phát luôn, không giọng không hú nha. Đó. Rồi ok. Chuông nè. Chuông zin chưa tán chưa tiết gì nha anh em. Đây. Chuông zin toàn tập nha. Chưa tán chưa gì nha anh em nha. Đó. Chuông này còn rất là dày nha anh em. Đó. Nồi đi nhớ cũng kỹ nữa. Nói chung á, bộ này cũng vậy nè. Rồi có gợn tay nè. Nó phớt hơn bộ này một chút. Đó. Bộ này á, nói thiệt với anh em luôn nè, tả chuẩn cho anh em luôn nè. Bộ này nó phớt có chừng 2 tờ tiền nè. Hơn 2 tờ tiền chút nè. Rồi có gợn tay nè. Đó. Nhưng mà anh em có hiểu, nồi quay 110 cái đặc tính của nó khác nữa. Tuy là cái chuông đó nó có sớt thiệt vậy nè, nó có sớt kìa nè, nhưng mà miễn bố ba càng nó zin nó đi vẫn bốc nha anh em, nó đi vẫn bốc như thường. Đó, nó vẫn bốc như thường. Đó. Nó ngộ gì đó, cái ba càng zin nó bắt lạ lùng lắm. Đó. Cái này nó sớt cỡ một lá bài mình đó, hơn một lá bài mình chút. Bao lên xe bao im không giọng không hú luôn. Thấy không? Nè anh em nhìn mặt ngang nè, phẳng lì à, thấy không? Sớt nhẹ à, thấy không? Nồi này giống hú cọp luôn á. Rồi, quay Thái 110 đời 99-2000 nha. Đó, trời ơi trời, cái khâu này chút xíu mà nó lọt mất cái khâu chuông này thì ăn cám luôn nha, bỏ đây đi. Anh em nhìn nè. Nồi 99. Nồi thì 99 nhưng mà bố ăn LK. Ăn LK ở đây em phân tích với anh em luôn, anh LK có hai loại. Anh LK chữ lớn đó là anh LK chữ lớn á là đây. Là cuối 99 đầu 2000 là cái thể loại này nè. Còn anh LK chữ nhỏ là chuẩn 2000 đó. Còn đây là anh LK mà đời chữ lớn mà cuối 99 đầu 2000 nè. Anh em lưu ý nha. Cái bố mã LK này lúc nào cũng vậy chân á, cái đặc tính của nó là anh em nhìn không có cao như bố quay Thái 110 đời gặt ghi 99 nha. Đó. Nó lạ gì đó. Nồi 2000 thì nó ăn vậy đó. Thấy không? Chuẩn 99 luôn nè. Đóng đát đây rõ ràng nè, anh em khỏi suy nghĩ nha. Ngày 23 tháng 11 năm 99 nè. Cái chuông này nãy ngày 20 tháng 11 năm 99 nè. Còn cái đó, cái bố ba càng thì 23 tháng 11 năm 99 ha. Cho anh em coi lần nữa nha. Nói chung á, mấy cái clip này em quay thường thường dài lắm, anh em thông cảm. Tại vì đồ này em phải tả chuẩn cho anh em mới được. Đó, 23 tháng 11 năm 99 rõ ràng ha anh em. Bố 2000 mà như vậy là đã bố cao lắm mà nghe anh em. Chứ nó không có giống như bố 99 nha. Nè. Em cho anh em coi. Cái bố anh em nhìn biết đi bốc hay không bốc là em nhìn mình phát là mình biết liền. Bố nó còn rảnh là nó không có sát. Đó. Bố nó còn rảnh nó không có sát nha anh em. Bố mà nó sát á, mà nó sát mà nó cháy luôn á. Mà anh em gờ mà không còn cảm giác mà gợn nữa đó. Là đi hết bốc rồi. Bố nó muốn cháy muốn chai rồi. Bố còn rảnh luôn nha anh em nha. Thấy không? Đó. Cái đặc tính của mỗi loại nồi nó khác hết trơn, anh em phải phân biệt được chứ anh em đừng có so bố 99 với bố 2000 đâu đúng. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Nói chung á, bố LK chứ bố LK mà bố cao tầm này là đúng đã cao lắm rồi nha anh em nha. Đó. Nồi này em bao anh em tắt đó, muốn bao gì bao đó, bao không giọng không hú, bao im. Mực sơn niêm phong còn hết trơn luôn nè, thấy không? Chưa gớt phe gài ba càng ra lần nào nha. Đó, nồi quay Thái 110 đời 99-2000 mới gớt lần đầu. Đó. Rồi, cho anh em coi cái chuồng heo. Đây. Cái chuồng heo của nó đây. Mã là FCC. Nồi quay Thái 110 đời 99 đời 2000 là mã là KFMA nha anh em. Đó.
cái chuồng xe heo sau đời 2000, nhưng mà nó vẫn đóng ở đây là 22 tháng 11 năm 99 nè, thấy không? Hồi nãy 23 nhưng mà hồi này đóng 22 đó, cuối 99 đầu 2000 nè, tháng 11 đó. Đó, em nói có sai không? Đó, 22 tháng 11 năm 99 đó nè, 107 nè, 22 tháng 11 năm 99 KFMA, đúng rồi, 110 nha anh em. Đó, nồi mới gớt lần đầu luôn nha anh em, ốc góc cạnh vuông dứt như lưỡi lam hết nha. Rồi lụm, bắt đầu vô cho anh em coi bố ba càng. Quay chi tiết cỡ này đôi khi nó còn sơ sẩy chứ nói chi mà quay kiểu lớt lớt nha anh em. Vì trời sao giống hết được luôn rồi trời. Nè bố nè, cái gì vậy trời, 107 nè anh em thấy không? Đợi em zoom cho anh em coi cái nó bị cái gì zoom không được luôn rồi nè. 107 nè, thấy không anh em? 107 nè, đó zoom được rồi đó. Thấy không? 107 nha. FT nè. Thấy chưa? Mã bố ba nồi sau, bốn lá bố nồi sau, quay thái 110 đời 99 2000 gì cũng vậy. Là FT 107 hết nha anh em, đặc biệt là dòng bố thái này nè, đặc biệt là dòng bố theo xe này nè. Đó, bố còn dày luôn nè, thấy không? Nó chưa bị khuyết, chưa bị gì hết, bao đi bóc. Nói chung á, cái ba lá bố nồi zin theo xe này nó chạy lạ lắm, anh em chạy nó giãn như lắm giãn. Tuy là anh em thay bố lá nồi mới cũng vậy, cũng không bằng bố theo xe đó nha anh em. Đó, xài long đình nồi nè, khi anh em nhả ga, khi anh em sóc ga, hạ ga xuống kêu cọc cọc 2 tiếng là nó nè. Đó, còn 99 không có nha, để anh em coi xe. Rồi, bộ này cũng vậy, không có còn muỗng ốc chính nồi nha anh em. Đợt này mua không có nồi, không có còn muỗng ốc chính nồi. KFLF chữ nhỏ nè. Đó, FCC KFLF chữ nhỏ nè nha anh em. Nồi này mua về không có rửa gáy gì chân anh em ơi. Có là em chơi em bụp rồi chứ không có rửa. Đó, tình trạng nè anh em nhìn nè, cái chuồng heo nè, em bao anh em luôn. Ở đây em test rồi, em kiểm tra rồi, cái độ gơ giữa cái chuồng heo này nè với cái nhông lớn là cực kỳ luôn nha, cực kỳ chuẩn luôn nha anh em. Không nhích gì nhiều luôn nha. Đó, anh em nhìn thấy gợn gì là không phải gợn đâu. Chút xíu nữa em quay mặt bên cho anh em coi, tại cái dấu nhớt anh em, cái dấu nhớt mình thấy nó vậy chứ không phải nó gợn nha. Đây nè, vuông dứt nè anh em thấy không, thẳng tắp nè, thấy không? Cái dấu nhớt anh em nhìn là anh em tưởng gợn không à, mà nó không phải, nó thẳng tắp à. Cái dấu nhớt á nó nè, anh em nhìn kỹ đi. Đó, cái dấu nhớt mà anh em tưởng gợn mà không gợn nha anh em, thẳng băng luôn nè, thấy không? Đó, rồi bao anh em lên xe các kiểu con đà điểu. Nếu mà anh em lưu ý nha, nếu mà cái chuồng heo này mà anh em coi ở đây mà nó gợn á, mà anh em coi cái bề ngang này mà thấy nó khuyết luôn á, mà nó không thẳng á, là cái nồi đó là anh em lên xe là anh em chạy bị sảy ngựa nha anh em, bị sảy ngựa nha. Là có nghĩa là anh em lên ga nó giật, nó phóng đó là nó đó. Mấy cái đó thường là người ta thay phíp, người ta thay phíp kiểu như phíp độ vô. Đó, bao anh em luôn, gờ tay không gỡn này, dấu nhớt nha anh em, thấy không? Ok anh em nha. Thì bộ nồi quay thái 110 đời 99 2000 này em bán cho anh em với giá là 3,2 triệu. Đó, 3,2 triệu là em bao anh em lên xe là cực kỳ bốc, cực kỳ im. Trời ơi, ba càng mà tầm này mà giờ anh em đi kiếm gì? Ba càng tầm này giờ anh em còn chê gì nữa? Nồi 99 này ba càng nó sẽ khác, anh em không có so sánh được. Đó, ba càng còn rảnh gì chê gì anh em. Bộ này em bán anh em 3,2 triệu, không còn muỗng ốc chính nồi. Đó, tiếp tục nha anh em. Tiếp tục là em lên sóng với anh em là một bộ nồi quay thái 100. Bộ nồi này quay thái 100 nha, dòng này em muốn mới bán lần đầu luôn. Đó, nồi quay thái 100. Nồi này nồi cọp, nồi whip, bao anh em lên xe tất tần tật các kiểu. Đó, anh em nào quan tâm thì hú em, báo giá với anh em ngay từ đầu video luôn. Bộ nồi này em bán cho anh em cũng vậy, đồng giá 3,2 triệu với nồi quay 110 thái. Đó, nồi này gắn được cho những dòng xe nào? Nồi này gắn được cho quay thái 100 đời 97. Bộ nồi này chuẩn đát của nó là 97 nha anh em. Đó, ghim thái, super ghim đời thấp, đời tem hồng đó, hoặc là thằng ghim lùng 99, ghim lùng ếch cha gắn vô được hết. Đó, đây, nồi quay thái 100, cái khâu của nó dài vậy nè. Giờ cho anh em coi cặp nhông hú nha. Cứ như trình tự mà mình làm nè, cực kỳ whip nha anh em, cực kỳ đẹp, bao cọp luôn. Nồi này là bao cọp,
ba bộ nồi này không có chê được vô đâu hết trơn đó. Bao tắt cho anh em lên xe đó, chê được vô đâu hết trơn nghe anh em. Nồi về anh em thấy không, tay em dính nhớt lum nè, không có rửa gáy gì trơn cho là bụp à, rửa gì đó. Chuông zin chưa tán chưa tiết gì hết, quay thái 100 đời 97 đó. Bộ này á nói chung á đi nhớt á, cái màu nhớt chắc nhớt cách tròn về vàng khè à. Tả chuẩn cho anh em luôn nè, bộ này nó gợn hơn ít bộ nồi quay thái trăm, nó gợn ít hơn bộ nồi quay thái 110 đời 99 đời 99 2000 này một chút. Tả chuẩn cho anh em luôn đó, bộ này nó gợn ít hơn bộ đó một chút xíu, khoảng một tờ tiền đó. Nồi giờ quay thái 100 đời 97 tới giờ mà tầm này cũng cọp lắm mà nghe anh em đó. Anh em nhìn cho kỹ nha, em quay chi tiết cho anh em luôn, chuông dày luôn nè đó, bao bóc bao im không giọng không hú. Đây thì nó xài ba càng y chang như rim thái gì, không khác gì chân á, nó xài ba càng y chang như rim thái vậy đó. Nồi này đời 97 nghe anh em, đát nó còn đóng ở đây nè mà nó hơi mờ. Nó ba càng nó y chang như rim thái gì đó, chưa bung chưa chạm gì hết, ba càng cực đẹp luôn đó, cao nhồng luôn nha, cực đẹp luôn nha anh em, còn rảnh còn riết hết trơn nha, chưa chai chưa gì luôn, chưa bị cháy nhớt chưa chai chưa gì luôn. Nồi từ 97 tới giờ vậy là quá ok rồi đó. Bộ này tôi bán cho anh em 3,2 triệu đó, đồng giá với nồi quay 110 thái đó. Anh em nào mến hú em, anh em coi tự đánh giá nha. Nói chung em không có chuyên cái dòng này nhưng mà em thấy nó đẹp quá, nó cọp quá thì em mua về thôi, máy trên xe nó im nó bốc thì mua thôi đó. Mất mát gì ba cái này anh em, đồ này cái trời ơi đủ ngựa nó gớt đó, mất mát lỗ lã gì ba cái đồ này anh em, thấy không, bao lên xe bao bốc bao im sang số là bao trôi máy luôn, khỏi suy nghĩ đó. Mới gớt lần đầu, bao tắt cho anh em lên xe nha, mới gớt lần đầu nghe anh em. Rồi đó thì cái nồi sau của nó không có giống như nồi 110, nó chỉ một rãnh bố thôi, còn thằng 110 với lại mấy dòng quay A đời quay alpha quay A sau là xài hai rãnh bố, một rãnh nhỏ ha, rãnh nhỏ rãnh lớn với lại rãnh nhỏ xen kẽ, còn này nó xài một rãnh bố lớn thôi. Dòng bố này em kiểm tra rồi luôn rồi, bố nó cũng đóng ft 107 luôn anh em, ft 107 thôi, nồi đâu còn đát 97 luôn nè anh em thấy không đó, nhưng mà nó hơi mờ đó, mà nó nặng ghê lắm anh em, nó nặng kinh hồn lắm, nó nặng hơn mấy cái dòng quay 110 nữa nè, KFNL gì nè nó thấy không, mã nè GN8 nè AB nè, cái mã này nó giống như mã quay thái 110 đời 99 á, ốc số mự trơn luôn nè thấy không đó. Bao bao cái chuồng heo này với cái này là cực kỳ bót nha anh em đó. Giờ cho anh em coi bố nặng lắm, nồi sáo nặng gơi hồn lắm, cái đế này cũng nặng nữa. Bố này do nó đóng nằm chữ nằm trong nên quay không được anh em, nhưng mà em bao anh em về cứ kiểm tra đi, em kiểm tra rồi, mã là FT107 ba cả mấy lá bố, nồi sau là zin theo xe toàn tập nha đó, giống như quay thái 110 đời 99, không xài lông đền nồi, không xài lông đền nồi nha anh em. Mấy dòng này mà vô ghim thái thì hết bài sách dở luôn, vô ghim thái super ghim đời thấp hay là ghim lùng rồi cực kỳ đỉnh luôn nha, khỏi suy nghĩ đó. Anh em nào có chơi mấy dòng này thì mua mấy bộ này vô nè, hết thuốc luôn nha anh em. Nói chung cái nồi zin theo xe thì nó im lắm, nó không có giống như nồi mới, chạy bốc chạy giãn lắm, giãn cực kỳ đẹp. Rồi chuồng heo, đây chuồng heo ở trong này nó cũng đóng mã AAB GN5 nha đó, cùng mã với thằng rim thái luôn đó, cùng mã với thằng rim thái luôn đó, AAB GN5 đó. Giờ cho coi chuồng heo nè anh em nhìn, bởi vì em nói với anh em rồi, anh em nhìn anh em tưởng phớt nhưng mà không có, đây thẳng băng nè anh em thấy không, thẳng băng nè nó, nó thẳng băng thấy không, nó giống nhớt á gì trời, giống không được nữa trời, thẳng băng luôn nghe anh em,
nè thẳng băng nha, thấy không? Đó, bộ này bao anh em lên xe tất tật, bao bóc bao em không giọng không hú. Thì bộ nồi quay Thái 100 này lắp được cho rim Thái Super rim đời thấp, rim lùng 99, rim lùng ách da. Đó, mấy dòng rồi đó. Thì bộ này bán đồng giá cho bộ nồi quay Thái cho mượn, bán 3 triệu 2. Rồi, anh em nào mến thú em chào anh em nha. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ.